anh. 2,5 triệu đúng không anh? Thế thì anh gửi, anh có một lời nào gửi cảm ơn tới bà An Phạm. Cái khoản này là của riêng bà An Phạm thôi. Vâng, cháu cũng chân thành cảm ơn với bà cũng đã giúp đỡ hai vợ chồng cháu. Thì hai vợ chồng cháu thì trong những năm vừa qua thì hai vợ chồng cháu rất là cố gắng phấn đấu rồi, nhưng mà do mưa lũ thì vợ chồng cháu đã mất hết rồi. Thì cháu cũng gửi lời cảm ơn tới bà cũng như là toàn thể gia đình. Thì cháu thay mặt hai vợ chồng cháu xin cảm ơn bà và chúc bà thật nhiều sức khỏe và chúc bà luôn luôn thành công trong cuộc sống và trong sự nghiệp tương lai. Cháu xin thành cảm ơn ạ. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới, xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực có nhận được một cái phần quà của bà An Phạm gửi tới cho anh Phong. Là anh Phong đảm nhận là cái công việc mà xây dựng của nhà hai ông cháu đấy các bác ạ. Và tại sao lại nhận được các bác thì cho phép cháu Lực xin được phép là nói qua một chút. Tại thời gian vừa rồi thì ở trên vùng cao thì có thể là năm nay thiên tai cũng như là bị sạt lở rất là lớn. Đấy, không may thì là nhà anh Phong cũng dính phải là cái trường hợp là không may mắn ở trong thôn, trong bản. Đấy là bị sạt lở và hiện tại thì đã chuyển hết là đồ đạc là đi ra khỏi nhà rồi. Và thậm chí là đã di rời hết cả nhà cửa là không còn dám ở nơi này nữa, là phải chuyển đi ra nơi khác để mà ở. Hiện tại thì là hai vợ chồng của anh Phong thì đang đi ở nhờ nhà bố mẹ của bác ạ. Và theo như anh có chia sẻ với cháu Lực rằng là hiện tại thì chưa đủ kinh phí để mà anh đi vào và làm lại cái ngôi nhà mới. Đằng sau cháu Lực thì có một cái không cảnh các bác nhìn thấy là rất là đẹp đúng không các bác? Có những cái đám mây trắng này và kết hợp những quả đồi, cộng với lại thêm là những quả đồi đấy phủ một cái lớp màu xanh như kiểu mà một lớp áo. Đấy, sau những cái trận mưa thì là nhìn đâu đâu cũng khá là đẹp các bác ạ, khá là trong xanh. Nhưng mà đến lúc mà mưa thì là đến thời điểm hiện tại thì đến năm nay thì là hầu như là bà con ở trên vùng cao thì ai cũng đều rất là sợ mưa các bác ạ. Vì rằng là mỗi trận mưa là mưa rất là lớn và kéo cái lượng mưa của nó là còn kéo dài nữa các bác ạ. Hay còn bây giờ thì xin mời các bác là cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi xuống dưới nhà của anh thợ của bác nhá. Đấy, xem là nhà cửa của anh thì đã di rời hết là đi tận đâu rồi. Đấy, hôm nay thì cũng là hôm thứ ba, là cũng là gọi là cái thước phim thứ ba cháu Lực chia sẻ về cái gia đình của nhà anh thợ rồi cô bác ạ. Đây, phía trước mặt của các bác là cũng nhìn thấy là có một cái chỗ mà bị sạt lở khá là nhiều cô bác ạ. Nhà của anh thợ thì là được nằm là ở đằng sau chỗ tay của cháu Lực chỉ bên kia cô bác. Hầu như là cái phía bên này này cô bác này, thì những cái phía bên này thì hiện tại là đã gặp cái tình trạng là nó đã bị nứt rồi. Đấy, nó đã bị nứt rồi cho nên là nhà anh thợ là có lên xem và phát hiện thấy
rằng là nó đã bị đứt như thế, thì nếu mà một cái trận mưa lớn ấy, thì sẽ khiến là những cái chỗ này là bị sạt, thậm chí là bị lấp hết cả nhà của anh luôn. Thì anh quyết định là di rời nhà của anh rồi. Cùng đường đi xuống nhà của anh thợ thì anh cũng lấy được xe máy là không đến tận nhà đâu các bác ạ, cũng chỉ đến là một đoạn thôi. Thế nhưng mà các bác nhìn thấy đây rằng là thời tiết mưa khá là lớn, cho nên là tạo thành những cái vết mà phải nói là rất là sâu các bác ạ. Đáng lẽ là nếu mà trời nắng thì cháu Lực còn có thể là lấy xe là đến tận chỗ mà để xe đấy, nhưng mà do là trời mưa nhiều quá nên là không có dám đi xuống nữa. Đi xuống thì đi được, nhưng mà đi lên thì một tí là phải lấy đẩy rồi. Vậy chứ không là nhà của anh thợ là sẽ để xe máy là ở cái chỗ mà lập là lán lên của bác này. Ở dưới đây thì cũng có là một vài hộ gia đình nữa, nhưng hầu như là ở cái khu mà cái thôn của anh em thợ với lại là hai ông cháu đâu bác, là nhà thì rải rác là khá là xa nhau đó, chứ nó không có chen chít và đông đúc cả. Vừa rồi thì có điện cho anh thợ thì anh thợ cũng có nói rằng là hiện tại thì anh ấy đang ở nhà của anh thế này để mà chuyển thêm là một số đồ nữa, cũng như là xem là đồ đạc của anh là để đây, chỗ này thì là các bác nhìn thấy đấy rằng là bị sạt lở từ trên kia xuống đây đâu đó là chỗ Lực nhìn thấy là phải là tầm là 100m của bác ạ. Cái hoa màu của bà con thì có những nơi thì là bị ảnh hưởng rất là lớn của bác ạ. Và ở phía trước mặt các bác là cái này là cái cây nếp, cây lúa nếp nương của bác nhé. Đây. Cái này là lúa này là mình không phải là trồng nước, mình chỉ trồng khô thôi. Có thể là cũng ra bông khá là nhiều, nhìn thấy là cũng khá là tốt này. Ở đây còn có một cái vườn mà cà tím này của bác này. Cho Lực nhìn thấy là có sai rất sai quả rất là nhiều luôn này. Ra phía bên này thì có cả ớt này. Ớt này là ớt to của bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực có nhận được là của bà An Phạm là số tiền là 200 đô của bác ạ. Đổi ra tiền Việt thì sẽ được là 4.994.000. Đấy, và một tí nữa thì cháu Lực sẽ nói thêm về cái khoản này. Đấy là bắt gặp là anh Phong thì đang ở đây thôi. Cái vườn này là vườn của nhà anh Phong. Đây thì thấy là trồng quả này là quả mướp đắng anh nhỉ? Đây là mướp đắng thuộc dạng như kiểu là mướp đắng rừng hay là mướp đắng ta anh, cái loại này? Cái này kiểu giống địa phương ấy. Tân địa phương à? Đấy, em chào anh nhé. Chào em nhé. Cho anh một cái mic. Cháu Phong chào cái ông bà, cô chú, anh chị ạ. Vừa rồi em điện cho anh thì là anh ra phía về để mà xem một số đồ đạc nữa anh. Vâng đúng rồi, với lại anh về đây sau trận mưa sáng nay anh về đây để anh xem những kiểm tra vết nứt hôm nọ anh, nhưng mà trận mưa sáng nay hôm nay nứt nó cả ngày càng to hơn. Ui đây á, đây là thế là những cái chỗ này là những cái vết nứt này hả anh? Đúng rồi. Ở trên kia thì là em thấy là cũng có vết nứt nhưng mà xuống này là cũng có à? Có rồi. Ui có vẻ như là cái vết nứt này là khá là trải dài đấy các bác ạ. Phải đến tận đoạn kia. Sáng nay còn bị sạt xuống một tí à? Ở bên kia? Vâng đúng rồi. Ở bên kia lại bị sạt à? Ừ đúng rồi, anh em mình đang lại xem. Cái chỗ những cái khu này là đất của nhà anh hết à anh Phong? Đúng rồi, đây ruộng lúa thì nó như này rồi. Bây giờ nếu mà mất sạt xuống là anh mất tay trắng luôn. Thế là nếu mà hiện tại là những cái đồng ruộng này mà những cánh thửa ruộng bị sạt là coi như là năm nay là những cái lúa nương hoa màu là anh mất hết rồi. Đúng rồi. Đây, đồng nọ nứt từ trên này trên kia này. Thế này 1, 2, 3, 4 thửa trên kia xuống nứt này. Nhưng mà thấy là thửa ruộng nhà anh, thửa nào thửa nấy cũng bé bé tí rồi nhờ. Vâng. Em xem tích cái tà ly thì cao. Ồ, nhưng ra xuống cái thửa bên này thì có vẻ như là bị sạt thì như là nước nó khô hết rồi anh này. Đúng rồi, nứt sạt từ hôm nọ ấy. Đây, sáng nay lại bị sạt từ trên này rồi. Đây, sáng hôm nọ nứt từ dưới kia. Thì cứ sạt từ đây lên. À thế là
ở dưới kia là cũng có một chỗ là bị sạt này các bác này. Vừa rồi thì anh Phòng là có chia sẻ là từ chỗ cái đoạn dưới kia là nứt, là ra đến tận đây. Đấy. Thế số này cháu sụt mưa sáng nay là bị sạt như thế rồi. Thế là cái đoạn này thì cũng bị sạt. Với lại cộng thêm là ở dưới kia là có một đoạn là bị sạt rồi. Đằng nào nhìn là cái chỗ những cái thửa ruộng bên này là thấy là khô nước hết rồi này. Đấy. Bây giờ hai anh em mình đi xuống nhà anh một tí anh nhỉ. Ui, cái này thì là mất đi độ tầm là chắc là 2-3 cân thóc mà hôm nay ấy. Đúng rồi đấy. Cái này sáng nay vừa bị thôi đấy. Thế là chỗ này là sáng nay bị thôi. Còn tương lai thì không biết mưa như nào nữa. Nếu mà càng mưa thì cái còn mưa nhiều này còn sạt rất nhiều nữa. Đấy, còn về sau thì không biết là nó sẽ bị như thế nào nữa. Nhưng mà trời mưa nhiều này ấy, anh Khánh thì ở cái chỗ anh em mình hiện tại đang đứng đây là cũng xuống dưới kia hết rồi, xuống dưới hết rồi. Cái chỗ anh em mình đứng là nó chỉ bây giờ là chỉ gọi là thời gian thôi anh nhỉ, chỗ này ấy gọi là một thời gian thôi, là nếu mà thời tiết mà cứ mưa các bác nhé, mình cứ mưa trong thời gian vừa rồi là có thể là những cái mảng ở đây này các bác này, mảng bên này là bị sạt, là bị kéo tít đi xuống cái nhà của anh Phòng. Thế là nhà của anh là hôm nọ đi buổi sáng em có vào thì là đến hôm nay thì đã di rời là hết chưa anh? Anh bây giờ anh di rời hết rồi, bố thằng anh còn để đóng kia. Đấy, trận mưa sáng nay em thấy cái vết nứt này rất to. Chỗ này là vừa bị nứt hay là anh phát hiện lâu rồi? Chỗ này thì hôm nọ cũng bị rồi nhưng mà nó bị ít, bây giờ nứt to luôn sao trong sân trắng này ấy. Bây giờ thì có vẻ như là đâu đó là tầm độ là 4-5cm các bác ạ. Những cái vết nứt của nó ấy. Rồi là những cái chỗ mà anh em mình đang đi hiện tại là nó chỉ nguy cơ là bị sạt xuống rồi. Đấy, nhưng mà không biết là ngày nào nữa thôi. Đúng rồi. Cũng xuống thì chắc chắn là xuống, không biết là xuống sớm hay muộn thôi. Tình hình cứ mưa như này là không biết là xuống hôm nào luôn. Năm nay thì nếu mà để mà thời gian nữa mà cánh ở phần trên này bị sạt xuống đấy các bác này thì là có thể là anh Phòng, vợ chồng của anh là sẽ hầu như là năm nay là sẽ gọi là mất tất mất tay trắng luôn các bác. Ở đây là nếu mà bị sạt này là còn là sang năm sau là còn là không có thể để mà cấy được nữa. Nếu mà bị sạt này năm sau anh không có gì để mà canh tác làm nữa. Vâng. Năm sau rồi nếu mà để trồng ấy thì là chỉ đó có làm trồng được ngô thôi, còn là ruộng thì không để trồng được nữa rồi. Nhưng mà ngô thì là cũng để là cho lợn cho gà ăn, nhưng mà đến một khi nào đó mà không có gì để ăn ấy thì là bắt buộc là phải bắt buộc là phải ăn hết. À, bây giờ là với con là để một cái chòi bên này hả anh? Dạ đúng rồi. Thế là nhìn thấy từ xa thì các bác nhìn thấy là hầu như là ngôi nhà của anh thì đã dỡ là hết rồi các bác ạ. Ở đây thì không biết là liệu là anh còn chăn nuôi gì không. Cái này là để che gỗ hay là để ngủ đấy như này ấy? Cái này anh còn để che gỗ đấy em. Nhưng mà nếu mà để như thế này thì mà chỗ kia mà bị sạt xuống thì chỗ này cũng chẳng mất hả anh? Anh đang bị mất này, gỗ này, tại anh còn đứng như này. Ồ, thế là tất cả chỗ này là gỗ là cả một cái ngôi nhà của anh luôn. Đúng rồi, cả một ngôi nhà anh làm này. Nhất là bây giờ anh muốn dựng luôn nhưng mà anh cũng không có kinh phí để dựng luôn đấy. Vâng. Anh cũng phải để tạm như này thôi, giờ biết làm thế nào được. Nếu mà bây giờ kinh phí để mà anh dựng một cái ngôi nhà này thì anh thì là anh biết tự làm rồi. Thì kinh phí nếu mà để mà vào thì anh tầm độ bao nhiêu nữa thì là anh mới dựng được một ngôi nhà lại như. Nếu mà để kinh phí để mà anh làm cái này thì nó phải tầm hơn 20 triệu. Bây giờ hôm nọ thì tháo thì em không biết rồi. Nhưng mà trên cái chú gì ấy thì tháo thì hột thì không đáng hỏng. Phần nào đó vâng. Từ chung này cũng phần nào đó thôi. Vâng. Nếu mà bây giờ gọi là 20 triệu là cái số tiền để mà đủ là vợ chồng anh là gọi là dựng nhà. Ở đây thì chưa tính đến cung cán này đúng không? Có nghĩa là gọi là mình thiếu gì thì là mình sẽ bổ sung như đấy. Nhưng mà nó chỉ áng chừng độ tầm là 20 triệu. Đấy, nhưng mà còn nếu mà để mà thời gian vừa rồi ấy là anh bị thiệt hại đấy thì
Hôm nọ thì em cũng lúc đầu thì anh cũng ngại chia sẻ lên, thì anh cho em hỏi lại thêm một lần nữa. Thì những cái sau khi mà mấy ngày vừa qua ấy, thì anh là tổng số là gia súc gia cầm cũng như là gà này, ngan vịt với lại trâu bò của anh, thì hiện tại thì là trâu bò của anh đã thiệt hại bao nhiêu và ngan gà thiệt hại bao nhiêu con anh? Thiệt hại của anh bây giờ là hết khoảng 30 triệu. Tầm 30 triệu. Nhưng mà 30 triệu đấy là về cái về cái là con vật nào mà là nó nhiều nhất, là nó nặng tiền nhất? Với hiện tại thì ở trên vùng cao thì những con vật mà nó lại đáng giá nhiều tiền nhất chỉ có trâu với bò là tài sản lớn nhất. Vâng. Thế là hôm nọ là anh là đi một con trâu này với lại thêm là một con bò. Đấy là hai con đấy là thiệt hại đâu đó là tầm độ là 30 triệu. Là 30 triệu rồi. Thế còn như đến gà hay là ngan thì anh có bị thiệt hại nhiều không? Gà với ngan thì nó cũng bị thiệt hại nhưng mà cái khoản đó thì nó cũng là mình gọi là không đáng kể, nhưng mà khoản lớn nhất là trâu bò. Trâu bò là nhiều nhất. Thế như bây giờ năm nay thì là trâu bò anh thứ nhất thì anh cho em hỏi là anh nuôi bao nhiêu là con trâu con bò? Nọ thì anh có một trâu một bò thôi, nhưng mà thời gian vừa rồi thì anh bị thiệt hại, bây giờ anh chẳng còn con gì. Thế nhưng mà nếu mà lúc mà anh cần để mà cấy, anh có máy cày không? Anh máy cày anh cũng chưa có, hôm vừa rồi trước thì anh cũng chỉ mượn là bố mẹ anh làm thôi. Ừ. Thế là bây giờ là vợ chồng anh là qua bên đấy để ở mà ở nhờ bố mẹ, lúc nào mà có thêm đủ kinh phí thì anh sẽ lại là dựng thêm. Nhưng mà nếu mà bây giờ dựng ấy thì anh có dựng lại ở chính cái khu này đang ở hay là khu nào nữa? Anh thì bây giờ nếu mà anh có kinh phí thì anh sẽ chuyển về phía bên này. Ra phía bên kia? Nhưng mà phía bên kia thì liệu là có là sợ là bị sạt không anh bên kia? Bây giờ thì anh cũng có thể dám nói trước được, vì chỗ hiện tại anh ở từ trước bây giờ nó không sạt, nhưng mà từ khi nào đấy nó sạt thì hiện tại anh bảo di chuyển sang chỗ này ổn định thì anh cũng không thể khẳng định được. Nhưng mà anh là cũng không có mảnh đất nào mà ở gần đường à? Nếu mà là ở gần đường thì nó sẽ tiện hơn cho vợ chồng của anh. Anh bây giờ anh không có, bây giờ chỉ có mua mới có này. Thế bây giờ là chỉ có mua là mới có rồi. Nhưng mà nếu mà từ trên đoạn đường cái xuống đến đây thì là để mà vác được bao thóc lên trên kia thì em thấy là khả năng là cũng đi vác một bao thì chắc là đâu đó tầm độ là 20-30 phút đấy anh nhỉ, mới đến đường đấy. 20-30 phút này anh không thể tới được em ạ. Không thể tới được á? Rất là xa luôn. Cảm giác như là mình đi xe thì nó sẽ nhanh hơn. Đây gọi là phía trước mặt các bác là hiện tại là tài sản duy nhất của hai anh vợ chồng của anh thợ. Đây còn ở dưới kia thì là một cái ngôi nhà mà thấy là cái này là không phải là ngôi nhà đâu, cái này là chắc là trước là anh dùng để chuồng trâu chứ anh? Vâng, đúng rồi. Cái chỗ này là thấy là cũng bị sạt là đi xuống sâu đây anh, ở chỗ này ấy. Rồi, quá sâu luôn. Ruộng ngoài nhà anh thì là nằm hết là ở khu này chứ anh, hay là ở chỗ nào còn có nữa không? Đấy, thì trên kia xuống rồi, trên kia sạt xuống thì trên kia cũng mất, mà dưới này cũng mất. Coi như là tay trắng hết, cả tài sản anh chẳng có gì. Vâng. Ở dưới này thì còn gà còn ngan không anh? Không còn nữa em ạ. Không còn à? Nó nọt lớp hết rồi, chẳng còn con gì nữa. Bây giờ duy nhất chị anh chỉ có mỗi một con chó này. Thế là bây giờ là còn nguyên chó nữa à? Thế còn đàn dê của anh hôm nọ thì anh chuyển đi đâu rồi? Anh bây giờ anh đang chuyển ở tạm nhà bố mẹ. Cái này là dây điện còn điện không anh? Dây điện không còn điện nữa rồi. Ôi dây điện này thì cái dây này chắc là đủ thắp lên một cái bóng đèn đúng không? Thôi không dùng được cái gì luôn. Thắp sáng thôi á. Dây điện này kéo xa không anh, điện này? Cái điện này phải hơn một cây đấy em ạ. Hơn một cây á? Vâng đúng rồi. Thế là kéo khá là xa đấy cô bác ạ. Đây hầu như là cả một cái tài sản của hai vợ chồng trong thời gian khi mà hai vợ chồng có đến với nhau và được bố mẹ là chia cho, nhưng mà đến thời điểm hiện tại là ở tại chỗ này là không còn gì nữa đâu cô bác ạ. Đấy, lúc đấy anh em mình bảo trên kia sao dụng, trên kia không có nước này, nước nó còn ở đây này.
Em biết này, đi giấm ở đây toàn bùn này. Ôi nước trên kia chảy xuống. Nước này là không phải là nước mưa là động lại đâu anh nhờ. Không phải đâu, trên kia xuống đây em ạ. Này gọi là nước bị dò từ trên những cái cánh đồng ruộng ở trên kia xuống cô bác ạ. Đây này, nước này là mình bảo trên kia ruộng có nước này, nó ngấm bây giờ nó toàn dò vào đây này. Nhưng mà cái nguồn nước này là trước anh có bảo là chảy quanh năm mà anh nguồn nước này. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ trên kia có nước anh nghĩ là nó vẫn ngấm vào đây hết đấy này. Bộ đây giờ có nước hết rồi. Cái này có phải nước mưa động lại đâu nhá. Là nước nó chắc nó ngấm từ trên ruộng trên kia xuống. Thế nhưng mà cái nhà này thì anh để lại nhưng mà anh chỉ để làm để rơm như cái này ấy. Đúng rồi, cái này anh chỉ để rơm. Bây giờ em thấy vật nuôi thì không dám để cả tài sản được, không muốn con chó. Vâng. Này thì em thấy là cái cột ở kia thì cũng bị hỏng rồi, cái này chắc là anh cũng chỉ để một thời gian nữa xong lại gỡ đi, nếu mà ở được chỗ này thì làm lại, còn không thì chắc anh không có ở nữa đâu á chỗ này ấy nhỉ. Vâng đúng rồi, cái này không ở được chỗ này mà. Tài sản chả còn gì nữa. Ở dưới này thì có thể là bây giờ nằm mà những con vật là gà này, vịt này, ngan này cô bác ạ. Bây giờ về phần da cầm thì hôm nọ mới bị lấp nên bây giờ anh cũng không thể đào được, nó lấp sâu quá, nó vùi ấy. Đây là em thấy là có vài cái sợi lông đấy, chắc là chó này bới lên đúng không đấy. Đúng rồi. Mà người không thể bới được luôn này. Đấy, rất là may là còn không có thiệt hại về là cái tính mạng của bác ạ. Đấy nhưng mà không thiệt hại về tính mạng thì nhìn lại những cái thành quả mà bao năm hai vợ chồng phấn đấu thì không còn là gì nữa cô bác ạ. Đấy, hôm nay thì là em xuống với anh ấy thì cũng có một phần quà là gửi tới cho là hai vợ chồng của anh. Đấy cũng được là một bà là có theo dõi, được rằng là bà cũng có hỗ trợ anh là một cái khoản kinh phí thì cũng không có nhiều anh ạ. Đấy là 2.500.000. Đấy và cho phép cho Lực xin được phép là nói qua một chút là khoản của bà An Phạm là gửi cho Lực cô bác nhé. Ngày sáng nay thì cháu Lực có nhận được là khoản của bà là 200 đô, là tương đương với đổi ra tiền Việt là 4.994.000 cô bác ạ. Đấy thì cháu Lực là tổng luôn. Và trong đó thì là bà có để cho cháu Lực là 100 đô để làm cái kinh phí đi lại và cho anh Phòng là 100 đô. Đấy thì là chia ra thì sẽ được là 2.997.000 cô bác ạ. Đấy thì cháu Lực sẽ gửi cho anh nhà Phòng. Ôi, lấy cầm không khéo tí lại rơi thì. Đấy thì em gửi cho anh là 2.500.000 luôn anh nhá, để cho nó tròn. Đấy anh đủ xem là hai, điểm xem là đủ 2.500.000 không? À có anh. 2.500.000 đúng không anh? Đấy thì anh gửi, anh có một lời nào gửi cảm ơn tới bà An Phạm. Cái khoản này là của riêng bà An Phạm thôi. Cháu cũng chân thành cảm ơn với bà cũng đã giúp đỡ hai vợ chồng cháu. Thì hai vợ chồng cháu thì trong những năm vừa qua thì hai vợ chồng cháu rất là cố gắng phấn đấu rồi, nhưng mà do mưa lũ thì vợ chồng cháu đã mất hết rồi. Thì cháu cũng gửi lời cảm ơn tới bà cũng như là toàn thể gia đình. Thì cháu thay mặt hai vợ chồng cháu xin cảm ơn bà và chúc bà thật nhiều sức khỏe. Và chúc bà luôn luôn thành công trong cuộc sống và trong sự nghiệp tương lai. Cháu xin thành cảm ơn ạ. Rồi thì cái này là cái phần quà của riêng bà An Phạm là gửi cho anh. Thì nếu mà để mà so với lại là cái phần thiệt hại của anh thì chắc chắn là sẽ không có đủ đâu. Đấy, nhưng mà ở đây là tấm lòng của bà thì bà muốn gửi cho hai vợ chồng anh một chút, cũng như là để động viên hai vợ chồng anh được phần nào là hay phần đó. Đấy, trong mà thời gian tới thì sẽ rất là mong là anh sẽ có những công việc để mà anh làm được ra tiền để mà tiếp tục là hai vợ chồng anh gây dựng lại là từ đầu. Xin nhạc cháu hứa là cháu sẽ cố gắng để phấn đấu để mà trong thời gian tới thì cháu có đủ kinh phí để mà cháu vượt lên lại cuộc sống. Thì cháu cũng không phụ lòng bà, cháu hai vợ chồng cháu ấy luôn luôn cố gắng hơn làm sao để lại lên lại cuộc sống. Vậy thì cháu Lực cũng xin thay mặt là hai vợ chồng của anh Phong gửi một lời cảm ơn cũng như là một lời chúc sức khỏe tới bà An Phạm. Cảm ơn tấm lòng vàng của bà An Phạm
bà thì làm ở một nơi khá là xa xôi. Đấy, cách Việt Nam thì đâu đó là ít nhất là nửa vòng trái đất đi các bác. Đấy, nhưng mà lương tâm của bà, trong lòng của bà lúc nào cũng hướng về những cái con người Việt Nam, cũng như là có thể là bà hướng đến là các em nhỏ là mồ côi, hay là có những hoàn cảnh, hay là gia đình nào gặp phải thiên tai lũ lụt như đến hôm nay thì là anh Phong. Đấy thì thật sự ra lúc đầu thì hai anh em thì cũng có duyên các bác, có duyên là với nhau thì hai anh em thì cũng có là hiện tại thì đang kết hợp là xây cho hai ông cháu mua nhà. Ở đây thì các anh thì cũng là anh em trong làng thôn cả, cho nên là thuê các anh để mà cho các anh làm cũng như là tạo công ăn việc làm. Thì rất là mong là trong thời gian tới thì nếu như được sự đồng hành của các bác, là sau khi mà cháu được đi chia sẻ những hoàn cảnh nào, nếu mà có những công trình phụ thì là rất là mong là sẽ được anh Phòng là tiếp tục là đồng hành cùng cháu Lực. Nhưng mà tuy nhiên ở trong đó thì sẽ được là rất là mong là sẽ được các ông các bà cô chú anh chị là đồng hành cùng cháu Lực là nhiều hơn nữa. Đấy, và hôm nay thì cháu Lực cũng đi xuống dưới để mà gửi cái phần quà của bà An Phạm tới cho hai vợ chồng của anh Phong. Đấy, thì bà ghi hình lại cho các bác là xem một cái khung cảnh, một cái thức phim. Đấy, sau khi mà gặp phải những cái thiên tai như này là đôi vợ chồng trẻ gặp phải cú sốc phải nói là rất là lớn các bác ạ. Đấy, bao nhiêu năm gây dựng đến bây giờ hai vợ chồng chỉ còn là gọi là tay trắng. Ở trên này thì hiện tại là chỉ có những cái đồng ruộng này. Đấy, cả năm thì trông chờ lại những cái đồng ruộng này. Nếu như mà thời tiết mà cứ mưa như này các bác ạ thì sẽ phải nói dẫn đến là bị sạt lở và coi như là thiệt hại cả hoa màu nữa. Đấy, vì cái video này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây các bác. Sẽ rất là mong sẽ được sự yêu quý, hỗ trợ của các ông các bà dành tặng tới cho hai vợ chồng anh Phong, để cho hai vợ chồng anh Phong dựng lại cái ngôi nhà thôi các bác. Đấy, bây giờ thì chỗ ăn chỗ ở thì hoàn toàn là hầu như là không có rồi. Đấy, may mắn là còn có bố mẹ, là còn ra bố mẹ là để ở nhờ, nhưng mà hai vợ chồng anh thì cũng được bố mẹ là phân chia ở riêng rồi, cho nên là sẽ bố mẹ là sẽ không có gọi là giúp đỡ và đồng hành cùng nhiều nữa. Gia đình của bố mẹ thì cũng không có khá giả gì cả. Đấy, và lời cuối cùng thì cảm ơn các bác rất là nhiều. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Anh gửi một lời chào tạm biệt tới các bà nhé. Chào tạm biệt các bác nhé. Xin chào các bác. Thưa các bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông Sò lên trên rừng để khai thác về, thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhá. Đây cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng để được là ông Sò lên trên rừng để mà khai thác về. Và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nghiêm mỡ của bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào không? Vâng, nước uống hàng ngày. Đúng rồi, nước uống hàng ngày à? Vâng. Đấy, vừa rồi thì là ông cũng đun sắc về một chút thì là để cho lực là cho tất cả các bác là cùng xem này các bác này. Cái sau khi mà sắc nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút không nhỉ? Vâng. Này không? Uống thì cảm nhận là có hơi một chút
là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này của bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này của bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé. Ủa ôi, gà rất là mạnh. Ông ơi, cháu xin mấy cốc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh của bác. Màu rất là đẹp này. Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy. Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà cháu Lực đang ở trước mặt cháu Lực hiện tại là cháu Lực bán hộ là ong sò. Nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ cháu Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình và cháu Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không? Thì có lời cho các bác các chị từ khi ra lúc này để mà chịu bình nước và uống hàng ngày thôi. Cái các chị liên quan đến đến thì nhưng mà ít thì gửi đi cho các chị các em các chị. Không biết nói nhiều, xin cảm ơn các chị, các bác. Xin cảm ơn.